2023, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống. Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, số ca mắc mới COVID-19 tăng kéo theo lượng F0 phải nhập viện cũng tăng. Chuyên gia nhận định nguy cơ mắc bệnh, tái mắc, trở nặng hay tử vong rất dễ rơi vào nhóm nguy cơ cao nhưng không tiêm đủ mũi 3 và mũi 4. Theo Bộ Y tế, số ca mắc nhiễm COVID-19 những ngày gần đây liên tiếp lập đỉnh so với 3 tháng trước. Riêng ngày 24 đến ngày 25 tháng 8, số ca mắc lên tới khoảng 3.500 người. Số ca nặng cũng gia tăng rõ rệt, ca tử vong mỗi ngày ghi nhận từ 1 đến 2 trường hợp thay vì chuỗi ngày giữ trắng. Trong chuyên mục Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn thông tin từ Bộ Y tế về hiệu quả của mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Hiệu quả của mũi 4 vaccine COVID-19 kéo dài bao lâu? Theo nghiên cứu tại Israel, mũi vaccine COVID-19 thứ tư có hiệu quả trước biến chủng Omicron, giảm 74% nguy cơ tử vong. Một nghiên cứu từ Israel kết luận liều thứ tư của vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech đã cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung đáng kể trong chống lại bệnh nặng, nhập viện, tử vong. Hiệu quả này kéo dài ít nhất trong một tháng ở những người lớn tuổi trước biến chủng Omicron. Hiệu quả ước tính của liều thứ tư được tính vào các ngày thứ 7 và 30 sau khi tiêm chủng, mũi thứ ba được tiêm cách đó ít nhất một tháng. Khả năng bảo vệ của mũi thứ tư trước Omicron lần lượt là giảm 45% nguy cơ lây nhiễm, 55% nguy cơ mắc bệnh có triệu chứng, 68% nguy cơ nhập viện, 62% bệnh nặng và 74% tử vong. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí New England ngày 13 tháng 4 so sánh 182.122 người từ 60 tuổi trở lên được tiêm mũi thứ tư và 182.122 người chỉ tiêm 3 mũi vaccine. Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả nghiên cứu trong thế giới thực của chúng tôi cho thấy liều vaccine COVID-19 thứ tư, ít nhất là ban đầu, có hiệu quả chống lại Omicron. Chúng ta sẽ cần thêm đánh giá về khả năng bảo vệ của liều thứ tư theo thời gian. Trước đó, trong nghiên cứu được công bố ngày 6 tháng 4 trên tạp chí New England, thì nhóm chuyên gia phát hiện khả năng chống lại nguy cơ bệnh nặng không suy giảm sau 6 tuần tiêm mũi vaccine thứ tư. Song họ nhấn mạnh cần thêm nhiều nghiên cứu để đánh giá khả năng bảo vệ lâu dài của liều bổ sung. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng không rõ hiệu quả này kéo dài bao lâu. Các tác giả phân tích hồ sơ sức khỏe của hơn 1,25 triệu người từ 60 tuổi trở lên được tiêm vaccine ở Israel. Trong khi đó, tỷ lệ lây nhiễm sau một tháng tiêm mũi thứ tư thấp hơn nhóm chỉ tiêm 3 mũi vaccine. Các tác giả cho rằng hiệu quả bảo vệ chống lại Omicron có thể đạt đỉnh vào tuần thứ tư sau khi tiêm chủng. Nhưng đến tuần thứ 8, thì khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ lây nhiễm của mũi thứ tư giảm xuống chỉ còn hơn 50%, cho thấy nó sẽ suy yếu nhanh chóng. Một nghiên cứu khác từ Israel vào tháng 3 cho thấy rằng là những người cao tuổi được tiêm nhắc lại lần thứ 2 vaccine Pfizer thì có tỷ lệ tử vong thấp hơn 78% so với những người chỉ tiêm một mũi. Chương trình ngày hôm nay là bài viết Phổ Yên phát triển sản xuất nông sản chủ lực. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Phổ Yên phấn đấu xây dựng 15 sản phẩm trở lên được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP. Để đạt được kết quả này, địa phương đã và đang chú trọng triển khai hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc trưng có lợi thế cạnh tranh cao. Những năm gần đây, nhờ tích cực triển khai kết nối giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân nên việc tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn thông qua hợp đồng liên kết ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, việc hình thành vùng sản xuất lúa gạo tập trung gắn với liên kết tiêu thụ ngày càng được chú trọng, diện tích liên kết tiêu thụ ngày càng cao. Việc liên kết cũng góp phần tạo ra đầu ra bền vững cho sản phẩm lúa gạo của địa phương, khiến nông dân thêm phấn khởi, góp phần đảm bảo nguồn cung lương thực trên địa bàn. Năm 2022 là năm thứ hai chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Phổ Yên phối hợp với tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp an toàn đầm mương xã Minh Đức thành phố Phổ Yên liên kết sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên diện tích 10 ha với 40 hộ dân tham gia. Do áp dụng theo quy trình kỹ thuật nên trên đồng ruộng không xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại. Mặt khác, do gieo cấy cùng một thời điểm, cùng một loại giống tạo thuận lợi trong việc chăm sóc, mở ra hướng sản xuất lúa hàng hóa tập trung. Đặc biệt, chi nhánh vật tư nông nghiệp Phổ Yên cam kết thu mua sản phẩm thóc tươi của nông dân với giá cao hơn thị trường khoảng 10%. Sau khi trừ chi phí đầu vào, bà con thu lãi khoảng 26 triệu đồng trên 1 hecta. Bà Lê Thị Lý, xóm 12, xã Minh Đức phấn khởi chia sẻ. Trước kia là chúng tôi chưa tham gia cái dự án cái lúa này thì lúa thì nó cũng không được chất lượng cao, nhưng bây giờ chúng tôi làm cái lúa giống của vật tư đưa về thì cũng thấy phát triển tốt, sâu bệnh thì cũng không có nhiều.
Nói về việc tham gia chương trình OCOP, bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Đức phấn khởi. Thông qua tham gia mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, nhiều hộ dân đã biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa. Qua đó, sản phẩm được nâng cao về chất lượng, dễ dàng tiếp cận thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đây cũng chính là cơ sở đưa sản phẩm gạo đặc sản Phổ Yên PIRAI VNR20 của xã Minh Đức đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Chúng tôi cũng thường xuyên là phối hợp với các cái ngành chuyên môn đưa các cái mô hình để cho bà con nông dân được tiếp cận để phát triển cái mô hình của địa phương phù hợp với từng vùng miền để nhằm cái thứ nhất là phát triển kinh tế hộ, cái thứ hai là tăng thu nhập, cái thứ ba nữa là xây dựng dần thành những cái tổ hợp tác và hợp tác xã. Ông Chu Đức Minh ở xóm Đầm Mương 12 xã Minh Đức thì chia sẻ, qua thực tế sản xuất lúa theo mô hình tại gia đình với quy mô 5 sào, năng suất đạt đến 3 tạ trên 1 sào, tăng 70 kg. Ngoài ra sản phẩm lúa gạo VietGAP cũng có thị trường tiêu thụ khá tốt do được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Hiện nay toàn bộ thóc tươi đạt chuẩn của gia đình tôi đều được chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Phổ Yên nhận thu mua, bao tiêu với giá 6.700 đồng trên 1 kg. Vụ vừa qua gia đình xuất bán được 1,5 tấn thóc tươi trên 1 sào, thu nhập đạt từ 1,5 đến 2 triệu đồng trên 1 sào mỗi vụ. Tương tự tại công ty cổ phần trà Việt Thái ở xã Phúc Thuận có hai sản phẩm lộc trà và lộc trà thượng hạng được công nhận OCOP. Các sản phẩm này đang được bày bán tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, qua đó góp phần đưa thương hiệu chè Phổ Yên đến với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Huy Sơn, giám đốc công ty cổ phần trà Việt Thái cho biết, tham gia chương trình OCOP chúng tôi không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm trà mà còn được hỗ trợ tiếp cận mở rộng thị trường tiêu thụ. Cụ thể như tham gia các gian hàng trưng bày tại hội chợ triển lãm sản phẩm trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ thiết kế bao bì, đóng gói sản phẩm. Hiện nay mỗi tháng công ty xuất bán ra thị trường trên 4 tấn chè thành phẩm với 3 sản phẩm chủ lực gồm tâm trà, lộc trà và lộc trà thượng hạng, giá bán dao động từ 300.000 đồng đến 1,6 triệu đồng trên 1 kg. Ông Sơn cho biết thêm. Thì quan điểm chúng tôi là cũng sẽ chia sẻ cái lợi ích đối với người nông dân. Thì tất cả là những cái đó là nó đã tạo ra được một cái sự liên kết hết sức là chặt chẽ. Từ cái nguồn nguyên liệu tốt đó thì chúng tôi đã nâng cao được cái chất lượng, cái hình thức, cái chất lượng. Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình OCOP, đến nay thành phố Phổ Yên đã có trên 20 cơ sở hộ sản xuất tham gia với 5 sản phẩm đã được công nhận, gồm lộc trà thượng hạng 4 sao và lộc trà 3 sao của công ty cổ phần trà Việt Thái, mật ong tinh túy hoa nhãn bạt 3 sao của tổ hợp tác mật ong Đông Tam Đảo, gạo chất lượng cao ADI28 của phường Đắc Sơn đạt 3 sao, gạo đặc sản Phổ Yên PIRAI VNR20 đạt 3 sao của xã Minh Đức. Để có được những kết quả trong thực hiện đề án OCOP, ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thành phố Phổ Yên cho biết, thời gian qua thành phố đã chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên tuyên truyền vận động các hộ sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp đăng ký tham gia các sản phẩm OCOP thông qua hình thức hội nghị, cuộc thi tuyên truyền về OCOP, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra các sản phẩm an toàn, hữu cơ phục vụ thị trường, tạo ra các điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua thì các hợp tác xã, các doanh nghiệp đã và đang triển khai xong để được công nhận sản phẩm OCOP thì về quy trình, về thủ tục là phải đủ. Chính vì vậy mà trên địa bàn đã có công ty cổ phần trà Việt Thái đã được công nhận sản phẩm lộc trà thượng hạng đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao của tỉnh Thái Nguyên. Sau khi sản phẩm được công nhận đạt sao thì thứ nhất là sản phẩm của doanh nghiệp đó đã được lưu hành trên địa bàn của tỉnh cũng như là ngoài tỉnh và cái việc tiêu thụ sản phẩm đã đem lại cái hiệu quả cao cho người dân. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2022, thành phố Phổ Yên tiếp tục triển khai đến các xã phường đăng ký nông sản tham gia phát triển thành sản phẩm OCOP. Đến nay đã có 7 đơn vị đăng ký tham gia. Thành phố phấn đấu trong năm nay sẽ hỗ trợ các đơn vị xây dựng từ 3 sản phẩm OCOP trở lên được hội đồng cấp tỉnh công nhận. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về hỗ trợ các hộ dân tham gia dự án xây dựng mô hình sản xuất chè VietGAP, triển khai rà soát nhu cầu đăng ký điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, hỗ trợ thiết kế bao bì, mẫu mã, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và tem truy xuất nguồn gốc QR code đến các chủ thể tham gia. Mời quý vị và các bạn nghe mục thông tin quảng cáo. Mục thông tin quảng cáo. Con gái, chúc mừng con đã đậu vào trường đại học con muốn. Bố mẹ sẽ tặng con một chiếc điện thoại mới nha. Lần trước bố đã tặng con chiếc Vivo i15 đẹp và bền lắm, nên con vẫn chọn Vivo bố nhá. Vậy bố mẹ sẽ mua cho con chiếc Vivo i22s có thiết kế khắc vân sáng laser mới nhất. Ôi, thích thế. i22s sử dụng chip Mỹ Snapdragon 680, bộ nhớ RAM mở rộng đến 16GB mà giá chỉ có 5.990.000, đang được đồng loạt giảm giá 300.000 từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, trả góp lãi suất 0% đấy con yêu. Vivo i22s là nhất bố ạ. Vivo, chất lượng khẳng định thương hiệu.
Con gái, chúc mừng con đã đậu vào trường đại học con muốn. Bố mẹ sẽ tặng con một chiếc điện thoại mới nha. Lần trước bố đã tặng con chiếc Vivo i15 đẹp và bền lắm, nên con vẫn chọn Vivo bố nhá. Vậy bố mẹ sẽ mua cho con chiếc Vivo i22s có thiết kế khắc vân sáng laser mới nhất. Bố thích thế. i22s sử dụng chip Mỹ Snapdragon 680, bộ nhớ RAM mở rộng đến 16GB mà giá chỉ có 5.990.000, đang được đồng loạt giảm giá 300.000 từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, trả góp lãi suất 0% đấy con yêu. Vivo i22s là nhất bố ạ. Vivo, chất lượng khẳng định thương hiệu. Nhanh nhanh nhanh, ba con cô bác chi tiêu mua sắm không cần lo lắng, chỉ cần dùng tài khoản hoặc thẻ của ngân hàng Quân đội MB sẽ được đền bù lên tới 100 triệu đồng khi gặp phải rủi ro gian lận, lừa đảo mất tiền trong giao dịch tài chính trực tuyến. Để được ngân hàng Quân đội MB bảo vệ, chỉ cần chi tiêu thẻ từ 1 triệu đến dưới 10 triệu đồng, ngân hàng Quân đội MB bảo vệ lên đến 50 triệu đồng trong vòng 30 ngày, chi tiêu thẻ trên 10 triệu đồng, ngân hàng Quân đội MB bảo vệ lên đến 100 triệu đồng trong vòng 1 năm. Giao dịch khỏi nghĩ, mất tiền có MB đền. Hãy đến ngay chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng Quân đội MB gần nhất để mở thẻ và được tư vấn. Nhanh nhanh nhanh, ba con cô bác chi tiêu mua sắm không cần lo lắng, chỉ cần dùng tài khoản hoặc thẻ của ngân hàng Quân đội MB sẽ được đền bù lên tới 100 triệu đồng khi gặp phải rủi ro gian lận, lừa đảo mất tiền trong giao dịch tài chính trực tuyến. Để được ngân hàng Quân đội MB bảo vệ, chỉ cần chi tiêu thẻ từ 1 triệu đến dưới 10 triệu đồng, ngân hàng Quân đội MB bảo vệ lên đến 50 triệu đồng trong vòng 30 ngày, chi tiêu thẻ trên 10 triệu đồng, ngân hàng Quân đội MB bảo vệ lên đến 100 triệu đồng trong vòng 1 năm. Giao dịch khỏi nghĩ, mất tiền có MB đền. Hãy đến ngay chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng Quân đội MB gần nhất để mở thẻ và được tư vấn. Mục thông tin quảng cáo cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Phổ Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.